Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm 27 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Belarus viễn cảnh khi Ba Đình sụp đổ. Những ngày tháng vừa qua, thế giới đã và đang chứng kiến phong trào đấu tranh của người dân chống lại chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko ở Belarus và chính quyền của Thủ tướng Chanocha ở Thái Lan. Những gì đã diễn ra tại một đất nước nằm giữa châu Âu, cái nôi của nền dân chủ và quyền tự do, và đất nước Đông Nam Á ngay sát Việt Nam, ngay trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với đại dịch viêm phổi Vũ Hán lịch sử. Liệu có khiến chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra được bài học gì cho mình hay không? Kết quả 80% phiếu bầu cho Tổng thống mãn nhiệm Lukashenko cầm quyền từ 26 năm nay trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 9 tháng 8 năm 2020 đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ tố cáo chính quyền gian lận tại Belarus. Đây là hình ảnh Tổng thống Belarus Lukashenko mặc quân phục màu đen cùng áo giáp, tay cầm khẩu súng AK khi đến tư dinh tại Minsk vào ngày 23 tháng 8 năm 2020. Căng thẳng tiếp tục dâng cao vào ngày 23 tháng 8 năm 2020 vừa qua là chủ nhật lần thứ hai liên tiếp tại thủ đô Minsk và nhiều thành phố lớn của Belarus. Đông đảo người dân đã xuống đường phản đối Tổng thống Lukashenko, duy trì áp lực đòi chính quyền hủy bỏ kết quả bầu cử Tổng thống bị cáo buộc gian lận. Người dân tại các nước láng giềng Baltic như Litva, Estonia, Latvia cũng xuống đường đông đảo để ủng hộ cuộc tranh đấu của người Belarus. Liên minh châu Âu cũng không công nhận kết quả bầu cử và ban bố trừng phạt đối với chính quyền của Belarus. Bất chấp phản đối từ áp lực từ cả trong và ngoài nước, Tổng thống Lukashenko đã lựa chọn đối đầu và sẵn sàng đưa đất nước vào vòng xoáy của bạo lực khi xuất hiện trong một đoạn phim với áo giáp và súng AK trong tay cùng với con trai ông 15 tuổi mặc quân phục và cũng đeo một khẩu súng AK. Từ khi trở thành Tổng thống Belarus thời kỳ hậu Cộng sản từ năm 1994, Lukashenko vẫn duy trì hệ thống kinh tế chính trị dựa theo mô hình Xô Viết cũ. Chế độ độc tài đã không thể huy động và phát huy được tất cả những nguồn lực cần thiết cho sự phát triển của đất nước, khiến Belarus là một trong nước nền kinh tế kém phát triển nhất châu Âu. Lukashenko coi Belarus là sở hữu của mình và đang tìm mọi cách để dọn đường cho con trai út là Nikolai hay còn gọi là Kolia nối ngôi. Còn tại Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho họp Hội đồng An ninh Quốc gia và chỉ thị sẵn sàng đối phó với biểu tình chính trị sau khi đã có nhiều nhà hoạt động bị cảnh sát nước này bắt giữ. Đây là hình ảnh người biểu tình sử dụng ký hiệu nhằm biểu đạt thông điệp tìm kiếm sự thay đổi ở Thái Lan. Chủ nhật vào ngày 16 tháng 8 năm 2020, có ít nhất 10.000 người tuần hành tại thủ đô Bangkok kêu gọi cải cách hiến pháp. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014, đây là lần dân chúng Thái Lan xuống đường đông đảo nhất chống độc tài, đòi hỏi cải cách chế độ quân chủ. Những người biểu tình đổ dồn về một trong các ngã tư đông đúc nhất của thủ đô Bangkok và hô vang khẩu hiệu đào đào chế độ độc tài và dương cao hình chim bồ câu bằng giấy biểu tượng cho hòa bình. Kể từ tháng trước, các cuộc biểu tình quy mô nhỏ hơn do sinh viên chủ trì diễn ra gần như hàng ngày, đòi cải cách các chế độ quyền lực, kể cả chế độ quân chủ vốn được coi là một chủ đề húy kỵ trong xã hội Thái Lan. Vào ngày 10 tháng 8, khoảng 4.000 người biểu tình tập hợp tại một khu đại học ở Bangkok và lần đầu tiên thống nhất 10 yêu sách cải cách chế độ quân chủ. Nếu như trước đây, đích ngắm chủ yếu là phong trào đòi dân chủ và yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, cựu thủ lĩnh quân đội và tác giả của cuộc đảo chính vào năm 2014 từ chức, thì giờ đây quốc vương Thái Lan là đối tượng chính của phong trào. Các sinh viên đòi dân chủ yêu cầu xem xét lại điều khoản 112 của hiến pháp Thái Lan, trừng phạt những người phạm tội khi quân, theo đó là những ai báng bổ vua và hoàng hậu có thể bị phạt tới 15 năm tù. Vua Thái Lan Maha, vương hiệu là Rama X, sở hữu tài sản trị giá 60 tỷ đô la sau khi lên ngôi vào năm 2016, đã tiến hành nhiều thay đổi lớn chưa từng có trong chế độ chính trị Thái Lan, đặt nhiều đơn vị vũ trang trực tiếp dưới quyền chỉ huy của nhà vua. Điểm chung của các phong trào biểu tình đang diễn ra ở Belarus và Thái Lan là cuộc đấu tranh của người dân chống lại chế độ mà họ cho là độc tài. Đây là hình ảnh người dân Belarus biểu tình ôn hòa phản đối kết quả bầu cử gian lận tại quảng trường độc lập Minsk vào ngày 25 tháng 8 năm 2020. Phong trào biểu tình tại hai quốc gia trên cũng đều có mục đích chung là chống độc tài, đòi tự do dân chủ và hướng đến một sự thay đổi chính quyền, dân chủ hóa đất nước. Và một điểm chung quan trọng khác, những gì đang diễn ra tại Belarus và Thái Lan hiện nay là phong trào dân chủ thực sự chứ không phải là những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy, tranh thủ lòng dân để đạt mục đích lợi ích chính trị nào đó. Lý giải cho nhận định này, ông Nguyễn Vũ Bình, cựu biên tập của tạp chí Cộng sản giải thích như sau. Đối với Belarus,
với hàng trăm ngàn người với đầy đủ các thành phần tham gia biểu tình thì không thể nói là chiêu trò mị dân được. Còn đối với Thái Lan, phong trào biểu tình xuất phát từ các trường đại học, giới trí thức luôn đi đầu trong các cuộc xuống đường. Mặt khác, việc xem xét lại vai trò của hoàng gia Thái Lan cũng là chỉ dấu cho thấy đó là nguyện vọng đích thực của người dân. Còn tiến sĩ Mai Thanh Sơn, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì lý giải như sau. Các cuộc xuống đường ở Belarus không có thủ lĩnh, ở Thái Lan cũng vậy. Tất cả các nguồn tin khả tín đều không đề cập đến vai trò của tổ chức của các đảng phái hay các nhà hoạt động xã hội có tên tuổi. Một số nhà hoạt động bị bắt là vì những hành động hành vi cá nhân chứ không phải bị kết tội vì tổ chức biểu tình. Trên thực tế cũng giống như phong trào của giới trẻ Hồng Kông, phong trào sinh viên đòi dân chủ tại Thái Lan không có người lãnh đạo thực sự mà chủ yếu dựa vào các mạng xã hội để đưa ra các lời kêu gọi. Và từ các phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Belarus và Thái Lan, trong cuộc phỏng vấn với đài BBC tại London, các nhà quan sát tại Việt Nam cũng nhận định ban lãnh đạo nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền ở Hà Nội có thể rút ra được những bài học đáng kể. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp sau khi trúng cử Chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Ông Nguyễn Vũ Bình cho rằng bài học có ý nghĩa quan trọng nhất cần rút ra đối với nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền là ở đâu có áp bức, bất công là ở đó có đấu tranh. Ở đâu chưa có tự do, dân chủ là người dân sẽ đòi hỏi tự do, dân chủ. Người dân sẽ đòi hỏi tự do, dân chủ cho đến khi nào đạt được mới thôi. Vì đó là khát vọng, nguyện vọng ngàn đời của con người nói chung, con người hiện nay nói riêng. Một kinh nghiệm nữa cần lưu ý, nếu chuyển đổi, thay đổi từ chế độ độc tài sang dân chủ, cần thực hiện nghiêm túc bằng các giải pháp đích thực để đưa đến tự do cho dân chủ cho người dân. Tất cả những thay đổi hình thức, giả dối hoặc nửa vời đều không đưa đến tự do dân chủ đích thực cho người dân. Và như vậy, người dân sẽ lại phải tiếp tục công cuộc đấu tranh của mình để đòi được tự do cho cá nhân và dân chủ cho toàn xã hội. Ông Mai Thanh Sơn thì phát biểu như sau. Tôi không nghĩ là phải chờ đến các phong trào biểu tình mới đây Hồng Kông, ở Thái Lan hoặc ở Belarus thì những người Cộng sản Việt Nam mới học được điều gì đó. Biểu tình là một trong những phương pháp chính để họ giành chính quyền mà. Người Việt Nam từ xưa đến nay vẫn có câu tức nước thì vỡ bờ. Những người văn vẻ hơn thì hay trích Hưng Đạo Vương, Tại Vương Trần Quốc Tuấn với di ngôn khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, hoặc Nguyễn Trãi với mệnh đề nổi tiếng đẩy thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân. Cũng là người Việt, chắc chắn các đảng viên Đảng Cộng sản không ai không hiểu điều đó. Vấn đề chỉ là liệu họ có ý thức để hướng đến sự thay đổi cho nước đỡ tức và sức dân được khoan thư hơn hay không mà thôi. Tôi e rằng với một nền giáo dục lỗi thời và lạc hậu, một hệ thống truyền thông luôn cung cấp một nửa sự thật như hiện nay, những bài học mà Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra trong lịch sử cũng như mới học được trong thời gian gần đây sẽ chỉ được vận hành và vận dụng theo một cách nào đó để giữ vững chế độ hơn là cải cách dân chủ. Câu hỏi được đặt ra hiện nay mà chắc chắn chính quyền Cộng sản Việt Nam đang rất quan tâm là tương lai nào cho Belarus và Thái Lan, khủng hoảng chính trị sẽ đi đến đâu? Đây là hình ảnh lãnh đạo đối lập Armenia Niko tham gia một cuộc meeting ở Areva vào ngày 28 tháng 4 năm 2018. Theo giới chuyên gia, để cuộc khủng hoảng được giải quyết một cách ôn hòa, nhiều khả năng là các bên liên quan sẽ chọn mô hình cuộc cách mạng Nhung Armenia vào năm 2018 như một giải pháp tối ưu. Vậy, mô hình Armenia là gì? Cuộc phản kháng của dân chúng Armenia bùng lên từ tháng 3 kéo dài đến tháng 5 năm 2018 đã buộc chính quyền phải đối thoại với phe đối lập. Dưới áp lực của dân chúng, lãnh đạo đối lập Nikos đã được Quốc hội do Đảng Cộng Hòa cầm quyền kiểm soát bầu làm thủ tướng. Vào tháng 12 năm 2018, Quốc hội Armenia đã bầu cử sớm Liên minh Cải cách do lãnh đạo đối lập đứng đầu giành được 70% số phiếu, đánh dấu cho một thay đổi lớn lao trong đời sống chính trị ở Armenia diễn ra trong hòa bình thông qua bầu cử. Còn tại Thái Lan, nhà cầm quyền cũng đang có những thái độ lắng nghe khi ngày 18 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Hạ viện Chun Dephai đã chấp nhận kiến nghị do phe đối lập đệ trình về sửa đổi điều 256 hiến pháp, mở đường cho việc thành lập một cơ quan soạn thảo hiến pháp mới. Về phần mình, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết các nỗ lực đang được tiến hành xem xét các yêu cầu sửa đổi hiến pháp và chỉ ra rằng Hạ viện đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu việc sửa đổi các điều lệ. Đồng thời, chính phủ có kế hoạch tổ chức diễn đàn để lắng nghe ý kiến của sinh viên tham gia biểu tình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 8 năm 2020 với bản tin Belarus viễn cảnh khi Ba Đình sụp đổ.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.